chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Rau Phước Sen. Nói đến hợp tác xã Rau Phước Sen thì ắt hẳn là các anh chị mà theo dõi lâu kênh của bên em thì các anh chị đều đã biết rồi. Thì hôm nay em sẽ không nói nhiều về cái vấn đề này, nói sâu về cái vấn đề này nữa, mà em sẽ đi giới thiệu vào bộ rau luôn. Thì thường thì em thấy là các anh chị cũng rất là thích cái bộ cán ốp này. Thì hôm nay thì em có lựa chọn này và ghép lại thành một bộ rau cán ốp đầy đủ các chức năng để mình có thể là mình sử dụng trong gia đình cũng như là mình sử dụng trong nhà hàng luôn. Thì ở đây thì thường thì một bộ cũng không, tại vì là nhiều khi thì mình có nhiều, mình sử dụng nhiều quá ấy, thì nó cũng không như kiểu mình dùng trong gia đình thôi ấy, thì nhiều rau quá mình không sử dụng hết ấy. Thì em chọn ra một cây chặt xương này, một cây chặt gà vịt, chặt sườn và một cây thái này. Ngoài ra thì mình có thể lọc nhẹ và sẽ có thêm một cái mẫu rau gọt hoa quả mọi người nhá. Đó thì đầy đủ bốn chức năng luôn. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đến là một cái mẫu rau chặt xương. Đó, em sẽ giới thiệu cái mẫu to trước mọi người nhá. Ở đây thì nó sẽ là bản cán ốp này. Đó, đây, cây chặt xương này có mã là N10OCD. N10OCD mọi người nhá. Cây này thì đang có giá là 369.000, là một cái mẫu dao bản cán ốp này. Đó, bản nó sẽ hơi vát một chút, uốn lượn một chút, nhìn con dao nó không quá thô đâu. Đó, và ở đây thì nó sẽ là bản trơn như thế này nhá. Thường thì những cái bản to này mình nhìn những cái vết búa này, nó hằn trên cái lưỡi dao này đó. Chỉ cần hơi nghiêng nhẹ một chút thôi là mọi người cũng có thể nhìn thấy rồi đúng không ạ? Đấy, có hôm các anh cứ bảo em là chụp ảnh cho anh xem cái vết búa đập, mà em chụp mãi em không thấy đâu. Tại vì một phần thì chắc là do điện thoại em cùi ấy, xong rồi kiểu ánh sáng rồi thì cái độ nhám này, nên là nhìn nó cũng không rõ. Thì quay video này em hơi nghiêng thì có thể là mọi người sẽ nhìn thấy nhưng sẽ mờ mờ thôi. Đó, cái này thì sẽ nặng khoảng 800-900g. Mình chuyên để chặt các loại xương nhá. Xương to này, xương trâu bò đều đường nhá mọi người nhá. Đấy mọi người thoải mái ạ. Bản này thì sẽ là bản cán ốp này. Bản cán ốp như thế này ạ. Thường thì những cái bản cán ốp này nó sẽ cái sống dao này nó sẽ liền như này nhá. Đấy, nó sẽ liền hẳn như thế này luôn. Đó mọi người có thể thấy nó liền như thế này. Và cán này, cán gỗ cầm chỉ này, ốp hai bên như thế này. Và chốt 1-2-3 đinh rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra thì ở đây thì cái phần cán này nó cũng sẽ hơi uốn lượn một chút đây. Nó không phải là thẳng tắp nhá, mà nó sẽ hơi uốn lượn như thế này. Để khi mà mình cầm này, đấy bao giờ mình cầm như thế này, nó cũng sẽ ôm tay hơn rất là nhiều. Ôm tay hơn rất là nhiều và chắc tay hơn. Đó. Đấy, một cái mẫu dao chặt xương, chuyên để chặt xương, 369.000. 369.000 ạ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đấy là một cây dao chặt gà vịt, cũng là bản cán ốp nhá. Đấy, bản cán ốp thường thì nhiều anh thì mình thích cái bản cách điệu đi một chút, và những cái bản cán ốp thì bao giờ cũng thế, nó sẽ mới lạ hơn và nhìn cảm giác con dao nó sẽ mềm mại hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhìn cảm giác nó sẽ sang hơn ấy. Đó. Thì ở đây thì sẽ có một cây dao chặt gà mã là N09OCD. Cây này thì hiện tại đang có giá là 329.000. Nếu mà mọi người để ý thì mọi người có thể thấy này, cái bản này thì nó không khác gì cái bản N10OCD cả. Có thể nói kiểu như là chị em ấy. Cây chặt xương thì cái bản nó sẽ nặng hơn, cái sống dao nó sẽ dày hơn. Cái bản chặt xương ấy thì cái sống dao nó sẽ dày hơn, còn cái bản này thì nó sẽ mỏng hơn một chút này. Sống dao của con này chỉ rơi vào khoảng 3 ly thôi. Và bản rộng của con này thì sẽ rơi vào khoảng 8,5 mọi người nhá. Nó cũng sẽ là bản trơn như thế này và sẽ là bản cán ốp ạ, chốt bằng 3 đinh. Đó, sẽ là chốt bằng 3 đinh như thế này. Đó, chốt bằng 3 đinh như thế này. Đấy, cầm thì cây này thì sẽ nặng khoảng 550-600g thôi. Mình sẽ chỉ chuyên chặt gà vịt và mình chặt sườn thôi. Ở những cái bản chặt gà vịt thì nó nhỏ hơn, tại vì là khi mà mình chặt gà vịt ý, nếu những cái bản mà nó to quá hoặc là nó nặng quá, cái sống dao dày quá, có thể là ví dụ như là bây giờ mình đem cái con chặt xương N10OCD này mình đem chặt gà vịt thì chắc chắn là nó sẽ bị nát thịt, tại vì cái trọng lượng của con dao nó nặng quá. Đấy, nó sẽ bị nát thịt này. Ngoài ra thì chặt thì nó sẽ không được ngọt thịt. Đó. Còn nếu như mà mình đem con chặt gà vịt mà mình chặt xương ấy thì nó sẽ kiểu như là cái lưỡi nó sẽ mỏng hơn ý, mà xương nó cứng. Mình chặt thì mới chặt thì có thể là nó sẽ không sao, nhưng mà về lâu về dài ý, thì nó sẽ có những cái vết hằn trên lưỡi dao, và cũng có thể là nó sẽ kiểu bị quằn lưỡi, rồi nó sẽ bị kiểu răm mẻ li ti đó. Đó nên là mới phân biệt ra là dao chặt gà vịt với dao chặt xương riêng. Mọi người để ý giúp em nhé, lưu ý giúp em nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đấy là một cái mẫu dao thái kiểu này. Đấy, một cái mẫu dao thái kiểu GT07, một cái mẫu dao thái bán rất là chạy ở bên em. Vì nó đa năng mà cái giá nó cũng phải chăng cơ. Cái này thì 279.000, mà những hai chức năng vừa có thể thái được này. Ngoài ra mình có thể lọc nhẹ luôn. Đấy, những cái bản như thế này, bản cán ốp như thế này này. Đó, cái này thì sẽ rơi vào khoảng 18cm thôi. Bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng cây này thì sẽ rơi vào khoảng 6cm nhá. Cái bản rộng nhất ở đây này, em sẽ nói bản rộng nhất nhá, 6cm này. Đó, cây này thì thái thì nó đưa tay rất là dễ này, đưa tay rất là dễ và cái bản nó ngắn thôi. Nhiều khi dài quá thì mình cũng cảm thấy vướng víu ấy. Đấy, cây này thì hiện tại đang có giá là 279.000.
279.000 ạ. Và cái cán này này thì tất cả cán nhá sẽ dài khoảng 12,5 cm. Đó, 12,5 cm. Đó, đây sẽ là cán gỗ cẩm chỉ này, bao giờ cũng thế, lên vân rất là đều và đẹp luôn. Đó, lên vân rất là đều và đẹp luôn. Và tất cả dao bên em thì tất cả đều có chữ HTX dao Phúc Sen nhá, dập chìm như này này. Đó, và có tem chống hàng giả. Mọi người nhận hàng thì mọi người nhớ là mở ra kiểm tra giúp em. Ngoài ra thì mình sẽ được đổi trả trong vòng 7 ngày và bảo hành trong vòng 12 tháng ạ. Nên là mọi người yên tâm nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người, đấy là một cái em mã là DL15OCD. Cái này thì đang có giá là 259.000, 259.000 một cái mẫu dao bộ dáng lọc kiểu gọt hoa quả ấy. Đó. Thường thì cái bản này thì nó sẽ có một cái con đây, cái bản nó sẽ hơi vát như thế này. Hơi vát mũi nhọn lên như thế này. Đó. Cái này thì lưỡi sẽ dài khoảng 18 cm và bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 3,5 thôi, nó không quá to đâu. Đấy, sẽ chuyên để gọt hoa quả này, gọt rau củ này. Ngoài ra thì như cái mẫu này thì mình sẽ để phi lê này, rồi thì mình tỉa này, mình tỉa hoa, tỉa lá cành này, đều được nhá mọi người nhá. Bản thì nó cũng sẽ là bản cán ốp như thế này ạ. Đấy, bản cán ốp như thế này, rất là nhỏ luôn. Đó, khi mà những cái bản lưỡi dài như thế này, mình gọt rau củ này, mình gọt hoa quả này, ngoài ra thì mình bổ dưa nhá, những cái mẫu như thế này bổ dưa rất là thích luôn ạ. Đấy, chỉ có 259.000 thôi. Những cái bản như này mình cũng có thể thái được rồi. Đấy, rất là đa năng luôn. Thì một bộ 4 món ở đây. Đấy, một bộ 4 món như thế này thì đầy đủ chức năng mình dùng trong gia đình rồi. Nếu mà anh chị nào mình quan tâm thì mình có thể là gọi cho em nhé, hoặc là nhắn tin cho em qua Zalo số 0987 240 733 để được tư vấn chi tiết hơn. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể là tham khảo các mẫu dao khác trên daophucsen.vn hoặc là htxdaophucsen.com. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những clip sau nhé. Xin chào.